Ôi rồi, cái quả cửa không lọn vào là sửa chứ sửa à? Ê. Sửa xong lại là hỏng tiếp. Mi ơi. Xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang trên đường đi lên chỗ của em Nô cũng như là em Của. Hôm nay thì em Dương vào đây để muốn thông báo chỗ hai anh em. Thật ra là chỗ em Của thôi, cũng như là một số cái khoản quỹ của em Nô các bác. Em Của thì cũng nhận được các cô bác có hỗ trợ cái khoản tiền để giúp đỡ cho em mua hai chiếc giường cũng như là chăn ga gối đệm. Còn cụ thể như thế nào thì em Dương đi lên trên đấy sẽ thông báo với toàn thể cô bác sau. Chỗ em Của thì em là hiện tại thì cũng có ba anh em cũng đang ở cùng với nhau, có em Nô này, em Của cũng như là em Trơ. Các em đấy thì có mỗi một chiếc giường thôi. Em Trơ có những hôm mà nóng quá hai anh em không ngủ cùng nhau ở trong giường được ấy thì em Trơ toàn đi lên trên gác mà ngủ thôi. Đấy, nên là cũng được cô bác cũng có gửi tiền về để giúp đỡ em mua như thế này thì cũng một tin rất là mừng. Thì cũng vào để chia sẻ một lần nữa cũng như là thông báo cho em Của để một hai hôm nữa thì đến chợ hoặc là thu xếp được thì sẽ đi lên chỗ lên trên Mèo Vạc để mua về cho các em để các em có đồ để sử dụng đấy. Ôi thôi xong rồi, các em hình như là không ở nhà hay sao. Ôi ồ, mấy cây này chặt đi rồi đây, già quá như nào ấy nhỉ. Cái này không phải của nhà Của hay của nhà nào ấy nhỉ. Đóng cửa mất rồi. Của ơi. Ôi rồi, cái quả cửa không lọn vào là sửa chứ sửa à. Của ơi. Nữa này. Cửa kiểu gì đây này. Ây dơ. Đi đâu hết rồi nhỉ, đang giờ trưa mà. Các mày làm cái gì đây? Hôm vừa rồi thì vào thấy bảo là cái cửa của các em ấy bị hỏng rồi. Và có nhắn bảo là để em Của ấy, em mới sửa lại, lấy đại đinh đóng lại thôi. Nhưng mà các em nhìn được không biết sửa hay sao, đây có địa đóng hai đinh đây này. Đóng hai đinh này. Mà không chắc được. Rơi liên tục luôn. Ôi giời ơi. Đây em Dương cũng có gọi cho em Nô rồi. Đâu rồi? Xin chào. Ha, đi đâu về đây? Hả? Đi sạc điện thoại. Bởi vì nhà các em nó không có điện thoại, không có điện đấy. Nên là toàn phải đi sạc nhờ người ta thôi. Của đi đâu rồi hả Nô? Cửa mở tê. Hả? Cửa mở tê. Ô, chỉ mua rồi. Sao cái cửa này hôm nọ anh bảo là sửa không sửa à? Mình chỉ khó là Honey, khó ta. Cô có liền. Hả? Khó ta nếu liền. Sửa xong lại là hỏng tiếp. Chơi đâu? Chơi cũng đi làm nương luôn à? Lại giáo với nhau. Hả? Mùi lấy giáo rồi? Thế hai bạn này không ở nhà nhỉ? Em có chìa khóa không? Vào trong được không? Hả? Mua gì xì chứ mua? Mua hâu chứ tao chứ đâu? Mua mấy cái này. Sao được? Xì nữa mà. Phun được bư nữa mà. Mi ơi. Ôi giời. Cửa này không cần khóa luôn. Đây. Đây. Chỗ nhà của các em đây. Sau ghế các thứ lung tung hết này. Nô. Đó. Ăn cơm chưa? Nó mỏi gì đâu? Nó tả. Hả? Tả. Gạo còn không? Cho chú bùa chỉnh chua. Hả? Chú bùa chỉnh chua. Chú chua mà. Ừ? Chua. Còn gì? Thật ra thì cái chỗ thức ăn của chỗ nhà em Nô thì hôm vừa rồi em Dương đâu? Bí thư già chứ. Bí thư già em Dương ấy nhỉ? Thì cũng được các cô bác cũng trong nhóm Hoa Sen Trên Như cũng gửi đến để giúp cho các em đấy, cho em Nô. Thì cũng vừa mới mua vào. Ở đây thì cái khoản tiền mua thức ăn cho em Nô ấy thì
thì cũng có một vài cô bác cũng có hỗ trợ cho em đấy. Nhưng mà vừa rồi thì như em Dương cũng vừa thông báo rồi, cũng chỗ em nuôi thì cũng được các cô bác trong nhóm Hoa Xanh Thiên Như cũng như các một vài cô bác khác nữa có hỗ trợ cho em đấy, thì cũng mua liên tục thì cũng ăn không hết được, cũng chỉ để đấy ấy. Thì tạm thời cái số tiền đấy thì anh em chúng cháu sẽ để làm một cái quỹ, bao giờ làm đến nhà của em nuôi thì ví dụ như mà mình có nhờ người giúp san đến nhà hay là vận chuyển vật liệu thì mình sẽ sử dụng đến cái khoản quỹ đấy để giúp đỡ cho em mua thức ăn mời bà con đấy. Còn cụ thể như thế nào thì ở đây em Dương có tổng hợp lại rồi. Đây còn là cái danh sách mà các cô bác có gửi tiền về để mua thức ăn cho em nô. Thì do là hôm nay thì em Dương đi cũng không cầm theo sổ ấy, cũng không cầm danh sách ở đây, thì chắc là để những thước phim sau thì em Dương sẽ thông báo lên trên kênh một lần để cho toàn thể các cô bác biết. Còn ở đây cũng có liên quan đến chỗ quỹ của em nô. Ngày trước thì đây là cái khoản quỹ mà các cô bác có gửi đến để giúp đỡ cho em nô làm nhà. Thì trước đó em Dương có công khai một lần có cái danh sách là có chị Nhung ở Mỹ, chị gửi 200 đô. Thì em Dương lại đây trước em Dương ghi là cụ thể như sau: chị Nhung ở Mỹ là 200 đô bằng 2.480.000. Nhưng mà ở đây cái này là em Dương ghi nhầm của bác ạ. Cái này là em Dương ghi nhầm, của chị Nhung ở Mỹ là chị gửi đến là 100 đô bằng 2.480.000. Mà trước đó em Dương ghi, tức là thông báo cũng như là ghi quỹ thì em Dương ghi sai lên là 200 đô. Thì cũng mong là cô bác sẽ thông cảm cho cháu Dương, tức là cái số tiền ghi ra tiền Việt thì vẫn đúng, cũng như là tổng số quỹ của em nô thì vẫn đúng, nhưng mà cái số tiền đô ấy, tức là cái số tiền đô của chị gửi ấy, thì nó lại bị nhầm từ 100 thành 200. Nên là em Dương xin đính chính lại là như vậy. Đấy là cái khoản quỹ của em nô, tức là cái quỹ đấy thì tổng thì vẫn đúng là bằng 78.400.000. Đấy, 78.400.000 là cái quỹ của em nô. Và đợt vừa rồi thì em nô là cũng có tiếp tục nhận được của thầy Nguyễn Hữu Phúc, cũng có gửi đến giúp cho em nô là 1 triệu. Đấy, được để làm nhà. Thì tổng cái quỹ của em nô hiện tại có là 79.400.000 ạ. Bây giờ mỗi tù tin giải này cho các tài là pua pao à mua y trò thế mà có nhiều này nên là bao ở trên mình mua phê trà chua trò block của nha. Đấy thì là cái khoản quỹ của em nô. Thì có muốn nói lời cảm ơn đến các cô bác không? Hả? Là tiếng phổ thông nha. Ok nào, bây giờ anh không dậy nữa thì nói như này. Ôi chị kia đã hỏi không hay tao chưa chụp ạ. Nói không được nào. Cháu nô, cháu nô xin chân thành, xin chân thành cảm ơn, cảm ơn các ông bà, các ông bà, cô chú, cô chú đã gửi khoản tiền, đã gửi khoản tiền rất là lớn, rất là, rất là lớn, lớn để giúp cháu, để giúp cháu làm nhà, là nhà. Chúc các ông bà, chúc các ông bà, cô chú, cô chú thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, hạnh phúc. Vâng ạ, đây là lời cảm ơn của em nô. Đây cô bác nhé, đấy là những khoản quỹ của các cô bác có gửi đến giúp đỡ cho em nô. Thì những cái danh sách ngày trước của em nô giúp đỡ, các cô bác có giúp đỡ cho em nô thì qua cái những cái thước phim em Dương có chia sẻ, em Dương cũng có công khai một lần rồi. Nếu mà cái danh sách này, nếu đợt có em Dương có chia sẻ, nếu như mà có cô bác nào đã gửi tiền mà em Dương chưa công khai lên đây thì cô bác cũng có vui lòng là liên hệ lại với kênh để anh em chúng cháu còn thêm cái danh sách của các cô bác vào, để cũng như là thêm quỹ vào cho em nô. Thì thật sự là với cái khoản tiền hiện tại có 79.400.000 thì để mà làm một cái ngôi nhà của chỗ em nô ấy, thì hiện tại vẫn chưa đủ. Thì vì nó liên quan đến khoản tiền công cán vật liệu rồi cũng như là san nền nhà mọi thứ nữa, cái với cả thêm nữa là cái tiền mua thức ăn của em nô các cô bác cũng gửi đến thì cũng không quá nhiều, cũng chỉ đâu đó gần 1 triệu hay hơn 1 triệu gì đấy thôi. Em Dương có lên danh sách rồi nhưng mà hôm nay lại không cầm theo. Thì rất là mong thì qua thước phim này cô bác mạnh thường quân nào xem được thì tiếp rất là mong các cô bác giúp đỡ hỗ trợ thêm em nô thêm kinh phí để em có đủ tiền để tự xây dựng cho một ngôi nhà riêng, không phải lang thang chỗ này chỗ kia nữa. Ngày hôm nay đến đây thì em Dương cũng thật sự là muốn thông báo chỗ em cổ với em nô một em cổ với em chơi cái khoản hỗ trợ như sau. Có cô Hạnh Lê cũng có gửi đến là 300 đô bằng 7.470.000. Hỗ trợ kênh là 1 triệu. Mua 2 chiếc giường là 1m6 đủ bộ chăn màn.
một chiếc xe rùa, còn dư thì mua nhu yếu phẩm. Thì ở đây hôm nay thì lại không gặp được hai anh em kia, thì em Dương cũng không biết thông báo kiểu gì. Thì tí nữa anh sẽ nhờ Nô nhé. Nô sẽ thông báo cho hai anh em của với lại em chơi. Mỗi thủ phâu xa khó nhiều là ba nửa o thủ cứ tìm rùa o nút cha. Mà nhìn đi lời chỉ nhớ chơi mình có hai lời đi chả. Đấy. Một lần nữa thì cháu Dương xin thay mặt chỗ em của em Nô cũng như là em chơi. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng với lại anh em đội tim bản sắc dân tộc, trợ giúp cho các hoàn cảnh của các anh em có chia sẻ. Xin được kính chúc toàn thể các bác thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và làm ăn phát tài phát lộc ạ. Còn ở đây thì em Dương muốn chia sẻ một lần nữa cái chiếc giường của chỗ em Nô, à em của và em Trơ. Đây các bác đây, cái căn phòng ngủ của các em thấy thì cũng khá là chật hẹp. Đây này, hai người ngủ mà mùa hè này thì cũng rất là nóng. Đấy. Cái này là giường tự đóng thôi. Giường này trước gia đình tự đóng, nhưng mà cái gỗ này gỗ tốt phết đấy. Đây này, nhẵn bóng luôn này. Cái này mà được bào qua thì cũng ra gì đấy. Nhưng mà vì ngày xưa ấy thì bà con ở đây thường làm thủ công, nhìn thô sơ lắm, nó cũng không được bắt mắt. Thêm nữa là căn phòng thì cũng chật hẹp ấy, thì các em cũng cùng ngủ với nhau thì không được. Và cái chiếc màn nữa các bác, cái màn này cũng bị hỏng hết rồi, rách hết rồi. Trước mấy lần đầu bỏ xuống cho các bác thấy. Đây này. Đấy, cái này thì che vạn con muỗi cũng vào được, chứ đừng nói là một con muỗi. Đấy, thì anh em chúng cháu cũng muốn chia sẻ cho các bác thấy là cái chỗ ngủ của các em đấy hiện tại là như thế nào. Và vì là chỗ ngủ bây giờ hiện tại là cũng không có ấy, thì các em đấy những hôm nào mà trời nóng quá thì em của với lại em chơi thì mỗi người ngủ một nơi. Tức là bây giờ thời gian này có thêm em Nô nữa thì đây để em Dương chia sẻ các bác này. Các em là ngủ trên này cơ. Đây này, đấy chỗ ngủ của các em đây, giải chăn. Rồi là mặc dù thời tiết hiện tại rất là nóng nhưng mà các em vẫn ngủ trên này như này đây, trên gác như này đây. Mà cách tấm polo chắc khoảng tầm hơn 1 mét gì đấy. Hơn 1 mét rồi các bác ạ. Rất là nóng nhưng mà vì không có chỗ ngủ thì các em vẫn chỉ ngủ đây thôi. Khổ lắm. Đấy thì ngày hôm nay thì cũng được cô Hạnh Lê là tiếp tục quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ cho hai anh em của và em chơi. Thì anh em chúng cháu cũng rất là mừng. Đấy, để hôm nào, vì hôm nay vào cũng không gặp được các em đấy, cũng không liên lạc được. Chắc là sẽ để một hai hôm nữa mua vào cho các em đấy thì các em có chỗ ngủ. Và nếu như mà khi mua vào thì chắc em Dương nghĩ là sẽ một chiếc giường là sẽ để bên này, để chỗ này thôi. Còn một chiếc còn lại thì cái căn buồng này cũng nhỏ nhỏ như thế này, không biết là để mà giường 1m6 có vào được hay không. Nếu vào được thì sẽ cho vào trong này, nhưng mà cho vào thì sẽ, em Dương nghĩ là cái chỗ này sẽ kín hết cả căn phòng này luôn rồi. Kín hết cả căn phòng này luôn. Đấy. Thì để xem hôm đấy thì anh em chúng cháu sẽ tính toán xem là làm sao cho hợp lý. Nhưng mà trước mắt thì bây giờ các em là không ở nhà nên là sẽ để những cái thước phim sau thì anh em chúng cháu sẽ mua vào cho các em đấy. Chơ với lại của là đi làm nương rồi à? Chơ là đi lấy củi đúng không? À nhầm, lấy cỏ đúng không? Hả? Chuyện trà mù lấy rất nhiều rồi. À. Em cái của là đi giả công à? Nương có giò rồi. Là ổn lý thế này. Qua giò cho nhẹ nè. Hả? Qua giò cho nhẹ nè. Đi làm thuê á? À. À. Em của là đi làm đánh viên thuê, làm thuê vun ngô à? Ủa giò quá chị. Lúa là gì à? Nhưng mà thôn bắc cử. Thôn bắc cử. À. À, làm thuê vun ngô, tức là em của đang làm thuê vun ngô các bác ạ. Chứ không phải là em đi làm của nhà em đấy. Em đấy làm được một ngày bao tiền? Nửa tao ít đâu hẳn rồi nhé. Ít đâu ốp bùa. Hả? Ủa ít đâu ốp bùa nè. Bùa trò tao. Bó là bó nè. À. Là bó tái chỉ tế bó trò. Ừ. À. À, khoán thẳng luôn. Khoán thẳng luôn các bác. Đông người lắm ấy đúng không? Chỉ trông trông à. Trông trông. Còn xa tối thôi. Hả? Còn xa tối thôi. 17 người. 17 người mà có 4 triệu.
17 người 4 triệu chia ra xem là mỗi người chưa đến 400. Hơn 300 à? Chắc tầm tầm đấy. Hơn 300 một tí. Đi làm được mấy ngày rồi, một ăn tàu nát ăn tàu nốc à? Như một nông ní. Ừ. Ôi giời ơi, như thế thì không ăn thua đâu. Vì là nói chung là cái điều kiện sống của bà con ở trên này thì ai cũng khó khăn như nhau. Để mà vì có một số gia đình là cũng có đi kiếm ra được một ít tiền thì người ta cũng muốn thuê. Thuê thì điều kiện sống thì người ta cũng không có nhiều tiền lắm. Thì thuê người ta chắc chắn nó cũng thuê rẻ. Đâm ra là mình đi làm thuê cho người ta thì mình cũng sẽ chỉ có được tiền ít thôi. Có thể làm cả ngày thì được có khoảng 50.000. Ban nãy anh em cháu cũng có ở bên dưới kia, cũng có ngồi uống nước ở dưới kia thì nghe các chị ở kia cũng gọi là đi làm thuê buôn ngô được một ngày có 50.000 cả ngày. Buổi trưa không được nghỉ luôn. Đấy, thì em Nô thì đang ở nhà cho bò của chỗ em của em chơi ăn, xong là tí nữa sẽ đón em chơi lấy củi ấy, à lấy cỏ ấy của bác. Thì em cũng mới ở nhà. Còn anh Mảo này tí nữa tí nữa lấy sửa lại cái cửa này nhá. Để cho các kho đi nhá. Một chút tính là kho. Kho tàn ấy muốn thì ổn lý. Bây giờ cái tại là mấy cái tấm ván này nó bị mục hết rồi đây này. Mọt hỏng hết rồi. Cái này gọi là gì nhỉ, quên rồi. Cái chỗ này là nó có cái miếng lên, cái thành lên như này này. Đấy, cái bên này thì gãy hết rồi đây này. Bây giờ phải lấy thêm cái miếng, lấy thêm ván nó ép vào hai bên như này này. Đó, o đẩy kho như này. Đấy, đây đây làm như này này, đây thay này. Mơ đẩy kho lì tàn thì mới đau lì tàn thì mới ra bột chè. Để như thế này thì khóa cửa bên trong thì cũng thế rồi. Thế chỉ kho. Cho chế nhá, nì cho chế quá chế đó. Chào chả của ta, o, chào mùa ta. Để như thế như lúc nãy em nô em ấy chui vào cũng được. Đấy, cũng không ăn thua. Đây các bác, chỗ ngày hôm nay thì em Dương cũng vào đây để thông báo cái khoản quỹ của em Nô cho toàn thể các bác biết, cũng như là đính chính lại cái khoản tiền của chị Nhung ở bên Mỹ có gửi đến giúp đỡ cho em Nô. Em Dương xin đính chính lại là chị Nhung là hỗ trợ em Nô là 100 đô bằng 2.400.000. Chị gửi về là 100 đô bằng 2.480.000. Trong đó thì hỗ trợ em Nô làm nhà là 1.900.000 nhé các bác nhé. Em Dương xin đính chính lại là như vậy. Còn cái tiền của cô Hạnh Lê, cô cũng có giúp đỡ cho hai anh em Trơ cũng như là em Của để mua giường, thì để những thước phim sau anh em chúng cháu sẽ mua vào. Còn em Dương cũng có liên lạc được với lại chỗ em Sùng rồi. Em Sùng thì chắc cũng một hai hôm nữa em sẽ về nhà để làm rõ những cái vấn đề khúc mắc của giữa chị dâu của em Nô và em Nô, cũng như là cái chỗ nền đất làm nhà của em Nô các bác ạ. Tuy nhiên thì với bây giờ cái vấn đề làm nhà của em Nô thì hiện tại cái khoản quỹ vẫn còn là khá là eo hẹp. Để mà làm được một cái ngôi nhà thì cũng còn rất là nhiều chi phí, sợ là đến lúc lại không đủ ấy, thì vẫn rất là mong để tiếp tục nhận được sự trợ giúp của các cô bác để giúp đỡ cho em Nô có thêm kinh phí để làm nhà. Còn cái chỗ nền nhà thì trước đây em Bí Thư Già cũng có lên và nói chuyện với chỗ em Nô một lần rồi. Nghe nói là ở phía bên kia có một cái nền, là cái nền cũ cũng là đất của chỗ nhà em đấy. Nhưng mà chắc là em Dương sẽ đi một lần, chia sẻ một lần nữa. Nghe nói là cái chỗ nền đấy trước đấy có ba người mất ở đấy, nên là em Nô cũng sợ không dám đi ấy. Nhưng mà nó cửa ra đóng cũng như không nè. Được chưa? Đi, tôi muốn cho em một số lúc và cô chia sẻ này. Nô thích cái nền đất bảo là có ba người mất ở đấy, là cái chỗ đất đấy là đất nhà em à? Có lúc cô chia sẻ thầu cho ai là lấy chá? Hả? Thầu cho ai? Đất nhà em cái gì? Hả? Thế trước cho ai ở nhờ hay như nào? Thảo phút từ nhỏ rồi đi chá? Bố không là nhỏ. Bố không là nhỏ. Không biết đủ rộng không? Bởi vì mấy lần đấy thì hầu như là toàn Bí Thư Già lên. Em Dương là cũng chưa được vào đây. À đây à? Con đi lò. Con. Thế bây giờ ai đang trồng ngô ở đây đây? Mình đi từ cho bố cười nha. Bên cho bên. Hả? Nên cho lò. Cái tính ra nếu như mà cái chỗ nền này nếu mà gọi là hơi tâm linh một chút
Nếu làm được thì cũng đủ rộng rãi, thoải mái, đủ một cái nền nhà luôn. Đủ một cái nền nhà luôn. Đây này, còn có cái bếp lò cũ đây này. Cái lò cũ ngày trước người ta ở đây này. Đây. Nhưng mà cái chỗ như bọn em là dân tộc em là bây giờ có người trước có người mất ở đây là mình không dám làm nhà ở đây hay là nhà. Nhà thờ nên cho mông nhìn đi là thấy một lời này bông như này mà chỉ cá nhỏ như này hay chứ. Nhớ tao mà là tiền. Giờ nhớ hơn đi chỉ tao lừa nè. Hả? Chỉ tao lừa nè. À, ở vẫn được cái gì? À. Ở vẫn được, chẳng qua là có người mất ở đây mà ở một mình thì sẽ sợ đúng không? Cháy như thế à? Hả? Là tiền nhớ đi chỉ tao lừa. Thay nhớ tao. Ừ. Thì bây giờ anh như này này. Bây giờ ở là mình ở lâu dài. Có phải là ở ngày 1, ngày 2 đâu. Sau này em lớn về thì em vẫn lấy vợ cơ mà. Hiểu chị cho? Không, ơ lo tôi ơ là ơ cháu nế sống nó giúp con nghề thế này mà. Ừ. Đúng không? Là chị, là thì tao lớn thì thế sai. Hả? Sai. Để mà làm cái chỗ này thì được. Được, nhưng mà chẳng biết là má này tôi giúp. Hả? Thế chị dâu cho không? Hả? Cho. Chị có rồi. Bạn. Cũng không biết. Này phải chờ em Sùng về giải quyết cơ bác. Một lần nữa em sẽ mà phải chờ em Sùng về nói rõ ràng thôi. Nếu như cái vị trí này thì nếu là cái vị trí này thì sẽ không phải tốn quá là nhiều công sức để mà san cái nền. San cái nền ở đây nữa. Nhưng mà cái bể này này, cái bể này là của nhà nào đấy? Lưu Nhi từ lúc này. Lưu Nhi bé lô. Hả? Bé lô. À. Nhưng mà có dùng nước cái bể này được không? À. Dùng tao là. Dùng tao mà. Kéo nước ở đâu về? Con này chăn đều từ đó. Bé cha bố sao lô. À, có nguồn riêng hả? À. Bố sáu lô. Bố bé. Đúng, bố phải lo bé chạy bể lưng. Ờ, tất tí trên kia. À. Nước có chảy nhiều không? À. Đi là lo chứ lo. Đó lo. Bây giờ ví dụ mình xây nhà thì lấy cái nước này được không? Dạ, ổ chê, ổ vô cho đen đi hay họ tàu gì đó. Học tàu mà. Hả? Cho đen học tàu mà. Được cái gì? À. Ờ, thế thì còn tốt bởi vì thôi. Đang vào mùa mưa. Đang mùa mưa ở trên kia cũng có một cái nguồn nước. Trước đây em Dương cũng còn đi khảo sát và tìm một chỗ nguồn nước để cho em già làm nhà ấy. Thì trên đây cũng có. Nhưng mà mùa lúc đấy là mùa khô thì không có nước. Nhưng mà bây giờ bể này đầy như thế này thì làm nhà thì khả năng là cũng được đấy. Thế bên dưới này còn phải đất nhà em nữa không? Dạ. Khoan đi đi. Khoan đi. Giờ ta đi một bố to làm bê tốt trái. Ừ. Thế thì được. Thì bây giờ nếu mà được cái này thì vẫn có chỗ để mà làm chuồng. Nhưng mà bây giờ còn vướng ở chỗ chị dâu cơ, phải chờ Sùng về để giải quyết được. Vì anh em bây giờ cái này là phân chia tài sản như nào thì em Dương nghĩ là em Sùng về chắc là cũng giải quyết cũng dễ thôi. Bởi vì em Dương cũng có nói rõ, nói qua với em Sùng một tí rồi thì khả năng là cũng sẽ không quá là khó khăn. Nên là cũng thông báo với cô bác như là như vậy. Đấy. Thì nếu để cái nền này thì thoải mái rộng rãi. Tuy nhiên là nó sẽ là ở bên dưới chuồng bò của nhà anh chị. Ở bên dưới chuồng bò của nhà anh chị thì có thể là mai mình sẽ làm cái rãnh to hơn một chút. Đôn cái nền lên cao hơn một tí. Làm cái rãnh cao vào thì để nước thoát ra ngoài là được. Chứ bây giờ cũng đi mua đất thì cũng không có đất mà làm rồi. Mà không có chỗ mà mua ấy. Mua đất xong mà đất tiền quá lại cũng không bị có đủ tiền để mà làm nhà. Đấy, nó khó khăn như vậy cơ. Đấy, cô bác ngày hôm nay thì anh em chúng cháu cũng có vào đây để mà tiếp tục cập nhật cho cô bác biết về tình hình của em Nô là như vậy. Còn bây giờ thì cũng khá muộn rồi, anh em chúng cháu còn có công việc đi những hoàn cảnh khác nữa. Em Dương cũng xin phép được dừng video này tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo ạ.